Chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình review bất động sản của Phan Long Bất Động Sản nha quý vị. Hiện tại thì Phan Long đang đứng ở đường DL14 của tái định cư Mỹ Phước 3. Ngay đoạn đầu của DL14 giao với đường NE8 ngay bên ngoài đây quý vị. Một cái sản phẩm mà chủ vừa gửi cho Long, giá nó khá là rẻ và gần như là rẻ nhất con đường này rồi. Nên là Long sẽ review luôn cho quý vị các bạn. Nói về con đường DL14 thì phải nói là con đường rất là tiềm năng. Và khu L của tái định cư Mỹ Phước 3 phải nói là khu đáng sống nhất của khu Mỹ Phước 3. Khi mà ở đây thì đa số là nhà dân và chủ yếu là nhà dân, rất ít nhà trọ và tầng lớp phân khúc nó cao hơn một tí. Rất là văn minh quý vị các bạn. Khu đô thị rất là văn minh. Tại khu L này. Rất là mong quý vị và các bạn đang xem video thì đăng ký ủng hộ kênh cho Phan Long Bất Động Sản, cũng như nhấn nút thông báo để nhận những video mới nhất về bất động sản Bình Dương và Bình Phước nha quý vị. Sản phẩm bất động sản thì nằm ngay ở đây rồi. Từ cái quán của Long đi lại đây thì chỉ có một chút xíu thôi. Đây quý vị, kế bên căn nhà này. Rồi, sang đây. Từ ngoài chính là đường NE8. Đoạn này thì phải nói là đoạn bằng phẳng nhất và chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh và nhà dân. Nhược điểm của cái sản phẩm này thì nó có một cái hồ nước ở ở đây. Đất thì bắt đầu từ mép tường này đổ sang bên này 5m. Đổ sang bên này 5m, sâu vào là 30m, thổ cư là 100%. Nền móng cứng. Đây, đứng ở trong đất nhìn ra này quý vị này. Rất là thoáng. Hướng của miếng đất là hướng chính tây nha quý vị. Hướng chính tây. Một mức giá phải nói là rẻ nhất con đường này, 3 tỷ 150. Giá chốt nha quý vị. Quý vị đang xem video thì liên hệ với Phan Long để mua cái sản phẩm này. Đây, hiện tại như trước đây Long đã từng review đúng không ạ? Kế bên căn nhà đối diện đây thì là 3 tỷ 2 hướng chính đông. Giá chốt và kế bên căn góc đây nha quý vị, kế bên căn góc này cũng 3 tỷ 250. Đấy. Con đường này thì phải nói là con đường đẹp về hạ tầng, rồi về mức độ xây dựng và hình ảnh về xây dựng thì đẹp hơn nhiều so với những tuyến đường khác tại khu vực Mỹ Phước 3. Khi mà đa số ở đây thì đã xây nhà lầu và nhà một trệt một lầu hoặc là một trệt hai lầu hoặc là cửa hàng kinh doanh, nói chung là khá đẹp về con đường DL14 này. Quý anh chị đang xem video có nhu cầu gửi bán, ký gửi bất động sản tại khu vực Mỹ Phước thì đừng quên liên hệ với Phan Long Bất Động Sản qua số điện thoại là 0937105887 nha quý vị. Về giá đất thì Long sẽ cập nhật thường xuyên cho quý vị các bạn, cũng như là đưa ra cái mức giá tham khảo quý vị. Tại khu vực Mỹ Phước 3 thì hiện tại Long có khá nhiều sản phẩm. Đối với cái sản phẩm này thì hiện tại giá hơi cao, nhưng phải nói là vị trí này thì cực kỳ đẹp. Đây là một căn góc cực kỳ đẹp, cách NE8 vào đâu đó là 60m thôi. Nó đẹp như vậy đây quý vị. Đấy, cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhé. Đừng quên liên hệ với Phan Long qua số điện thoại 0937105887.